Phó tổng thống Mike Pence cho biết là người dân Mỹ không cần phải mua và tích trữ khẩu trang. Bản tin tiếp nối trong chương trình cho biết là bất chấp việc các trường hợp bị nhiễm virus Corona tại Hoa Kỳ đang tăng nhanh, Phó tổng thống Mike Pence đã nói rằng người Mỹ không cần phải mua khẩu trang vì nguy cơ bị nhiễm virus Corona tại nước này rất là thấp. Theo Phó tổng thống, đối với một người Mỹ khỏe mạnh, nguy cơ nhiễm virus Corona là rất thấp. Ông cũng nhắc lại điều đã nói từ trước đây, người Mỹ không cần phải mua khẩu trang. Thay vào đó, Phó Tổng thống kêu gọi người Mỹ tuân thủ các biện pháp phòng ngừa khác như là tránh tiếp xúc với người bị bệnh, không chạm tay vào mắt, mũi, miệng, rửa tay trong ít nhất là 20 giây, che chắn mỗi khi ho hoặc là hát hơi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ CDC cho biết là đã ghi nhận được 158 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Trong số các ca nhiễm mới ở Hoa Kỳ có 49 trường hợp là các công dân Mỹ trở về sau khi đi du lịch, 109 trường hợp còn lại được phát hiện và phát xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng được phân bổ tại 14 tiểu bang. Trước đó thì tổng y sĩ Hoa Kỳ ông Jerome Adams đã cũng đã đưa ra một lời khuyên tương tự, đó là bớt dùng khẩu trang. Theo tổng y sĩ người Mỹ nên để dành khẩu trang cho nhân viên y tế, nên bình tĩnh và lắng nghe các chuyên gia và làm theo khoa học. Ông Adams cũng khuyên người Mỹ nên tự cập nhật thông tin từ CDC và tránh ra đường khi bị bệnh. Trong ngày thứ năm vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về tình trạng thiếu khẩu trang và đồ bảo hộ đang cạn kiệt vì nhu cầu tăng, tích trữ và sử dụng sai mục đích. Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Aham Ghebreyesus, đã lưu ý tình trạng giá khẩu trang tăng lên gấp 6 lần, trong khi đó thì thiết bị lọc khí tăng gấp 3 lần. Ông khẳng định mọi người không thể ngăn chặn đại dịch COVID-19 nếu họ không thể bảo vệ được nhân viên y tế của họ. Ông Edholm Ghebreyesus thông báo WHO đã chuyển hơn nửa triệu gói thiết bị y tế tới 27 quốc gia nhưng cảnh báo rằng nguồn cung cấp đang cạn kiệt một cách nhanh chóng.